Tôi thì được ba cháu, hai cháu đầu là con gái và cháu sau là con trai. Từ khi nó rất nhỏ đã dạy nó biết phải cầm dao như thế nào để cắt cái cuống cà khi muối như thế nào, rồi dạy cháu nhặt rau phải nhặt như thế nào cho đúng. Thế rồi rau xào thì phải khác với rau luộc khi nhặt. Thế và khi cháu lớn lên thì dạy cháu bắt đầu biết nấu nướng các cái món ăn mà mang tính dân tộc. Dạy các cháu như thế để một là nó có cái tình cảm gắn bó, hai là trách nhiệm của nó nữa. Con trai, cháu trai tôi cũng dạy để cho cháu biết được làm những cái món bình thường trong gia đình. Tôi nghĩ đấy là một cái niềm rất tự hào, rất hạnh phúc. Mà đối với người phụ nữ Việt Nam bây giờ cũng vẫn nên giữ cái điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, qua phóng sự vừa rồi thì Huyền tin rằng quý vị và các bạn đã thấy được nếp nhà của một gia đình mà ở đó người mẹ đã dạy con mình tề gia nội trợ và hơn nữa đó là truyền lửa cho gia đình, giữ gìn mái ấm gia đình. Và ngay sau đây thì Khánh Huyền xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và trò chuyện với chị Lê Lan Anh, là một người con gái của người phụ nữ trong câu chuyện vừa rồi mà chúng ta vừa xem qua phóng sự. Xin chào chị Lan Anh. Chào Khánh Huyền, chào quý vị khán giả. Dạ, qua phóng sự vừa rồi thì mọi người cũng đã hiểu được nếp nhà của chị, gia đình của chị như thế nào và đang rất là cảm phục. Tuy nhiên cũng muốn được hỏi chị thêm, đó chính là mẹ chị dạy chị nội trợ nấu nướng từ năm mấy tuổi. Lúc đó thì chị cảm nhận như thế nào? Lúc mà còn nhỏ xíu, cứ quen đi thấy bà ngoại, mẹ, rồi các bà trẻ, các dì làm bếp hay là làm các món ăn trong những ngày giỗ, chạp, Tết. Thật ra thì chỉ thấy là vui thôi, được phụ mọi người thôi. Dần dần, không biết từ khi nào nhưng mà tôi nghĩ là từ khi bắt đầu nhận thức được 5-6 tuổi gì đó là đã biết là ví dụ ăn cái món gì thì phải có rau thơm loại gì, kiểu như vậy. Rồi là nấu các món thì cái quy trình nấu như thế nào, món nào thì phải hầm, món nào thì rán, xào hay này kia thì dần dần nó thành quen. Thì đến lúc mà học khoảng cấp 2 á, bắt đầu mình mới phải nấu cơm, cái bữa cơm đầy đủ của gia đình á, cũng khó lắm, chứ không phải dễ tí nào. Nhưng dần dần nó thành quen đi thì vừa nấu ăn có thể vừa đọc sách, vừa nấu ăn có thể vừa học bài. Hồi đó là còn nấu bếp củi, bếp dầu á, chứ không được như bây giờ là nấu bếp ga, bếp điện hay nồi cơm điện đâu. Còn sau này á, có gia đình riêng rồi thì lúc đầu sẽ cảm thấy nặng nề, vất vả. Đi làm về xong lại nấu cơm, lại cho con ăn, lại thế này thế khác thì rất là căng thẳng. Nhưng mà khi các cháu nó lớn lên và mình biết điều chỉnh rồi, mình có sử dụng các cái công cụ hỗ trợ, thì cái lúc mà vừa chuẩn bị, vừa nấu này kia thì vẫn có thể check Facebook, vẫn có thể nói chuyện với bạn bè nấu ăn. Thì mình nghĩ là nó cần để cân bằng nữa. Việc nhà không đơn thuần là một cái việc mà nặng nhọc và phải làm, là phải là nghĩa vụ thì sẽ thấy rất mệt. Bản thân Huyền thì Huyền nghĩ rằng quả thật là cái việc nấu nướng nó không chỉ đơn thuần là cái việc là đi chợ nấu cơm mà Huyền nghĩ nó còn hơn thế rất là nhiều. Vậy thì theo chị, cái lớn nhất mà chị được truyền lại từ chính người mẹ thân yêu của mình là gì ạ? Mẹ mình với bà mình á, đều giúp cho tất cả những phụ nữ trong nhà như mình này, em gái mình hay về sau là con gái mình, đều thấy là cái bữa cơm á, là lúc mà mọi người gặp mặt đầy đủ. Và nếu như là trong bữa cơm mà có thể đông quá hoặc là vội quá, không kịp trò chuyện với nhau, thì cái quá trình mà chuẩn bị cái bữa ăn đó cũng là lúc để mọi người có thể chia sẻ, hỏi han, nói chuyện này. Thì bây giờ nhà mình vẫn duy trì gọi là cái thói quen đấy. Đối với những thế hệ đi trước, các bậc lão thành và đặc biệt là kể cả thế hệ gần đây như là mẹ mình thôi, thì những người phụ nữ Việt Nam luôn có một cái ý thức rất là lớn về việc tề gia nội trợ. Nhưng các bạn trẻ ngày nay thì suy nghĩ như thế nào về việc bếp núc? Chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu nhé. Em cũng có biết nhưng mà không có giỏi lắm. Dạ em biết, cũng sơ sơ thôi. Chắc em nghĩ chị đạt được 8 điểm thôi chị ạ. Tức là có cố gắng. Nếu đánh giá là trên 10 thì em nghĩ là 8 trên 10 ạ. 50 trên 50 thôi ạ. Đôi khi cảm thấy đi làm việc cả ngày mệt mỏi và cũng nhiều khi chỉ muốn ăn một bữa cơm gia đình đạm bạc thôi, đơn giản thôi, chỉ cơm canh rau và một món ăn đơn giản, cũng cảm thấy nó ngon hơn rất nhiều lần ăn món ăn cầu kỳ ở nhà hàng. Vợ chồng vẫn có thể san sẻ mà việc làm bếp chung với nhau, cho nên là em không nghĩ là 100% là cái vị trí đó thiên về phụ nữ hơn.
Em nghĩ là một người phụ nữ như mình thì nên biết cách để mà có thể nấu ăn, để có thể lo cho gia đình. Tại vì bữa cơm luôn luôn là cái nơi lúc mà khi họ nấu có thể là cùng với mọi người, cùng với đoàn tụ và sẽ san sẻ tình yêu thương hơn. Có những bạn gái thì cho rằng là với sự phát triển của xã hội ngày nay thì những cái kiến thức rất là cần thiết, cho nên là các bạn ấy tập trung vào những cái kỹ năng khác, ví dụ như là kỹ năng giao tiếp để các bạn ấy có được cái thuận lợi hơn trong phát triển công việc. Chứ cái việc bếp núc có thể không, điều đó không quan trọng. Vậy thì theo chị nghĩ thế nào về điều này? Thì tùy theo cuộc sống của họ, có thể là họ cũng đúng. Yeah. Nhưng mà nói là kỹ năng bếp núc hoàn toàn không quan trọng thì chắc chắn là sai. Bởi vì kỹ năng bếp núc nó cũng giống như tất cả những kỹ năng sống khác. Yeah. Rất là cần. Nếu mà bây giờ thử mình rơi vào một cái hoàn cảnh nào đó, ví dụ bão lụt hoặc là nói là thiên tai hay là có chuyện gì đấy, động đất hay này kia chẳng hạn. Bạn không thể chế biến một món ăn gì đấy rất nhanh trong vòng vài ba phút. Thì đương nhiên là lúc đấy là bạn là người thiệt thòi nhất. Thì mình nghĩ là tất cả những kỹ năng về bếp núc hay là xử lý tình huống nhanh trong bếp là đều rất cần. Không phải cho phụ nữ không đâu, mình nghĩ là cả đàn ông nữa. Huyền cũng rất đồng ý với ý kiến của chị. Nếu như nói một cô gái rảnh rẽ việc bếp núc so với lại một cô gái mà không giỏi giang về việc này thì chị nghĩ lợi thế của cô gái thứ nhất sẽ như thế nào? Trước tiên là mình nghĩ cô sẽ có một đời sống thú vị hơn. Bởi vì cô ấy có nhiều trải nghiệm trong nấu ăn hơn. Cô có nhiều kinh nghiệm hơn và chắc chắn là khi mà trò chuyện thì cô sẽ có nhiều điều để nói hơn. Và ví dụ đi ăn ở ngoài nhà hàng chẳng hạn, thì cô cũng sẽ biết là cái món đó thực sự là nó có ngon hay không và nó ngon vì sao. Thì mình nghĩ là tất cả những cái trải nghiệm phong phú đó nó đã làm cho cuộc sống của cô ấy thú vị rồi. Và có một đối tượng nữa Huyền nghĩ rằng cũng nên hỏi ý kiến về điều này, đó chính là giới mày râu. Và cũng xin được hỏi các anh rằng là các anh suy nghĩ thế nào về phụ nữ nội trợ bếp núc? Con gái không phải nhất thiết là đều phải biết về nội trợ. Sự nghiệp của bạn gái của mình tốt hơn mình thì mình có thể là ở nhà làm hậu phương để giúp cho bạn gái của mình thăng tiến trong sự nghiệp hơn nữa. Nói về cái việc nấu ăn thì nó là còn là một cái sở thích và còn là một cái năng khiếu nữa. Thì những bạn mà nấu ăn hơi kém hoặc là không có sở thích nấu ăn thì bạn ấy nên học hỏi nhiều hơn để mà có thể hoàn thiện mình hơn. Mình thấy có nhiều trường hợp lại như thế này. Tức là ban đầu thì người mẹ có ý thức rất tốt trong việc là muốn dạy dỗ con và cũng đã kèm bé một thời gian. Đầu tiên có thể là các bé rất là hào hứng bởi vì nó là một cuộc chơi. Nhưng sau đó thì bắt đầu lười dần dần và bắt đầu viện hết cớ này đến cớ kia rằng là con bận học lắm, rồi cái món này thì chắc mẹ làm ngon hơn, thôi để mẹ làm đi. Và người mẹ thì lại dần dần lại bị theo cái dòng xô đẩy của chính con mình và lại thôi lại nhân nhượng cho con. Thì chị có lời khuyên gì với các bà mẹ hơi yếu thế trong chuyện này như vậy? Tôi nghĩ là các mẹ nên đề nghị tự các cháu nghĩ ra các món mới, tự các cháu chế biến. Dạ. Thì các cháu sẽ có trách nhiệm với những cái phát minh đấy của mình trong chuyện nấu nướng. Thì ví dụ thay vì bây giờ mẹ bảo là xào rau đi, nó bảo là không, thôi hấp đi cho nó nhanh mẹ, bởi vì hấp thì bên dưới, như con tôi hấp bên dưới mẹ luộc trứng ở bên dưới đi, xong rồi cái nồi bên trên ấy thì mẹ để rau lên trên luôn, là một lúc sẽ nấu được hai món. Ví dụ thế. Vâng. Ok, thế thì con cứ thế con làm. Tức là cứ để cho các bạn ấy tự đề xuất, tự xử lý. Nếu như lúc bấy giờ rau nó có không ngon bằng luộc bằng nước bình thường, trứng nó có bị chín quá so với lại mình luộc lòng đào, thì rút kinh nghiệm sau. Lần sau mình sẽ chỉ cho các bạn ấy là nếu như con chịu khó con tách ra làm hai cái nồi thì hai món này nó đã đều ngon hơn như thế này. Còn nếu như con muốn là nó vẫn ngon như con nấu từng món một thì con phải tìm cách khác. Mà thường thì các bạn ấy chỉ cần như con mình ngon 80% so với yêu cầu, thế là ổn rồi. Dạ, mình cũng phải động viên rồi đấy phải không chị? Với các mẹ thì đừng cầu toàn. Bởi vì nếu như mình yêu cầu nó làm theo khẩu vị của mình, theo cách của mình thì tốt hơn hết là mình tự làm, bởi vì là chắc chắn là nó sẽ bảo mẹ làm ngon hơn đấy. Đúng rồi, mẹ làm ngon hơn đấy thì mẹ làm đi. Dạ. Và nghe theo như chị nói thì Huyền thấy rõ ràng là cái việc mà muốn truyền lửa cho con cái việc nội trợ nấu nướng thì quan trọng là cái lửa phải giúp cho con có trước phải không chị? Chứ đừng áp đặt bé. Tuy nhiên cái thời điểm đầu tiên để cho bé có thể làm quen với việc bếp núc thì theo chị nên ở vào độ tuổi nào và bắt đầu chúng ta nên như thế nào? Mình nghĩ là nên cho các cháu bắt đầu làm quen với những việc ở trong bếp khoảng 6 tuổi. Từ 6 tuổi thì thứ nhất là các cháu đã biết đọc.
Các cháu có thể đọc được một số các cái hướng dẫn nhiệt độ này kia là các cháu có thể nhìn thấy trong các cái công cụ làm bếp. Thứ hai nữa là cái chiều cao của các cháu lúc bấy giờ là an toàn đủ cho cái chuyện ví dụ bếp á, là nó không có quá cao so với các cháu. Hoặc là cái bồn rửa chén á, là nó sẽ không có quá cao để mà ướt đồ này kia. Thứ hai nữa là các cái kỹ năng như là cầm dao này, sử dụng dao này, cắt rau củ quả này thì nên sử dụng những cái dụng cụ mà nó có độ an toàn cao. Ví dụ dao hai lưỡi, ví dụ gọt thì cho các cháu dùng dao hai lưỡi. Hoặc là dùng những cái con dao bào á, nó sẽ an toàn hơn là dùng dao nhọn bình thường. Nói chung là sử dụng một số các công cụ hỗ trợ thì các cháu nó cũng phải đủ tư duy để nhìn ra, nhận ra. Dạy cho bé nội trợ nấu nướng đó chính là làm thế nào để cho bé hiểu được cái giá trị của việc nấu nướng, không phải là chỉ việc là bày cái thức ăn ra mà nó còn là cái không khí của gia đình, là cái nề nếp, là cái nếp nhà. Theo chị thì làm sao để giúp bé hiểu được cái điều đó? Tôi nghĩ là cái không khí gia đình hoặc là sự hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình chuẩn bị một bữa ăn á, là giáo dục được các cháu rất nhiều. Giáo dục được cái sự chia sẻ. Cái lớn nhất mà tôi luôn luôn mong muốn ở các con mình và cũng như bố mẹ tôi mong muốn ở chúng tôi là sự chia sẻ. Bởi vì nếu mà không chia sẻ gì cả, không giúp gì cả, thậm chí là không bóc được một củ hành, không lấy được một chén nước mắm ra, hoặc là không lau được cái bàn để ăn cơm, thì bạn có khác gì là khách trong nhà đâu. Ngồi vào bữa ăn, ăn xong rồi đứng dậy, không quan tâm gì đến các cái món nó đã được nấu như thế nào, cái người làm bếp đã vất vả hoặc là phải cầu kỳ như thế nào, hoặc là chu đáo như thế nào trong khi mà chuẩn bị cái món ăn cho gia đình. Huyền tin rằng không khí đó ở gia đình chị thì nhất là vào những dịp Tết sắp tới này chắc chắn là sẽ vui lắm. Chị đã chuẩn bị gì cho Tết chưa ạ? Nhà mình thì những món chính cho Tết á, là ví dụ bánh chưng hay là canh măng hay là thịt kho hoặc là cá kho thì có thể những ngày sát Tết mới bắt đầu làm. Nhưng mà những món mà có thể chuẩn bị trước, ví dụ như là dưa món, củ kiệu, hành, muối thì có thể làm trước. Thì cỡ khoảng rằm tháng chạp là cái phần mà dưa món là gần như là đã phải hoàn tất, bởi vì là còn đợi thời gian để nó ngấm nước mắm. Rồi các cái món dưa muối thì sẽ làm vào cỡ khoảng ngày 20, 23. Rồi còn đến các cái món kho và bánh chưng này kia thì gần sát Tết, 22, 23 thì mới bắt đầu là chuẩn bị. Vì toàn những món mà phải làm khá là lâu, chưa kể là còn phải cung cấp cho khách. Đúng là bây giờ dịch vụ cung cấp sẵn thì không thiếu đúng không chị? Đáp ứng nhu cầu của những người bận rộn nhất có thể. Tuy nhiên là nếu như có thể dành được thời gian để tự tay mình làm những cái món ăn Tết cho gia đình và đặc biệt là đãi khách thì mình nghĩ nên lắm chứ. Cho nên là các bà nội trợ hãy nên tận dụng cái Tết này là dịp gần nhất để chúng ta giúp cho các bé có thể có thêm cái niềm đam mê bếp núc cùng với mình. Từ từ từng chút một, Huyền hy vọng rằng chúng ta sẽ truyền lửa cho các bé và sau này bé sẽ trở thành một người nội trợ tài ba. Xin được cảm ơn chị Lan Anh đã dành thời gian quý báu đến với chương trình. Chúc chị sẽ đón Tết thật vui vẻ cùng với gia đình của mình. Cảm ơn Huyền ạ.